Truyện tranh Tràng Quỷ, truyện ngắn màu chọn lọc, tập 18. Thuốc gián thuộc bài Thần Đồng Toán Học, thời làm quan. Quỷ, mua giùm ông vài miếng thuốc gián đi, ông đói bụng quá mà không có tiền ăn cơm. Con có đau bệnh gì đâu mà cần thuốc ạ? Hơn nữa con không có tiền. Để con bán giùm cho ông, con có duyên bán hàng lắm. Thuốc dán thần kỳ đây, bệnh gì dán vào cũng chết. Rào gì ghê thế, ai dám mua? Con rào lộn, bệnh gì cũng hết chứ không phải bệnh gì cũng chết. Thằng Tô tìm cái gì vậy? Tao đánh rơi lá thuộc bài, tìm giùm tao đi. Gì vậy? Người ta nói ép lá thuộc bài vào vở, mình sẽ thuộc bài mà không cần phải học. Có linh nghiệm không? Chưa thấy, lần nào lên trả bài cũng bị đòn, dù đã ép cả chồng lá thuộc bài vào vở. Lá thuộc bài không linh nghiệm đâu, mua thuốc gián đi. Đây là thuốc gián hỗ trợ trí nhớ, chỉ cần dán một miếng lên trán thì bài nào cũng thuộc. Thiệt không? Tao dán một miếng để xem kết quả, sau khi có kết quả, tao sẽ tặng thêm hai miếng không lấy tiền. Bao nhiêu một miếng? 3 hào. Bán cho tao một miếng thử xem sao. Dán lên trán đi. Thầy có gọi lên khảo bài thì cứ tự tin. Có kết quả rồi, quay lại đây tao tặng thêm cho 2 miếng. Thuốc gián đâu có công dụng đó, sao còn quảng cáo tầm bậy thế? Không có công dụng ngay, nhưng tương lai sẽ có, ông đừng lo. Mà sao con bán đắt thế? Mỗi miếng chỉ có 1 hào, mà con bán tới 3 hào. Con tự hào, lát nữa con dán thêm cho nó 2 miếng nữa, vị chia là 3 miếng. Ông đi ăn cơm đi, để thuốc con bán cho. Thằng khỉ, bà xạo. Thuộc bài không? Chẳng nhớ một chữ, bị thầy đánh sưng mông đây nè. Chết chết, thuốc chưa đủ liều, phải dùng thêm. Đưa mông đây. Như tao đã hứa, sau khi có kết quả, tao tặng thêm 2 miếng cho đủ liều lượng. 2 miếng thuốc này sẽ giúp mông mày hết sưng, và ngày mai mày sẽ thuộc bài. Đồ ba xạo, dán đủ 3 miếng, nhưng bữa nay tao cũng bị đòn. Thuốc giỏm. Không phải thuốc giỏm mà là mày giỏm. Chẳng có thứ gì làm cho mày thuộc bài, chỉ có việc học bài mới thuộc bài thôi. Tao gạt mày với ý tốt, tao muốn mày bỏ cái vụ tiền vào lá thuộc bài. Nghe lời tao, chịu khó học bài rồi sẽ thuộc. Mua thuốc gián thuộc bài hả? Chả cần, bữa nay tao thuộc bài, về hôm qua tao học kỹ. Thuốc gián của ông linh nghiệm rồi đó, nhờ gián thuốc rồi bị đòn nên nó hiểu ra chỉ có việc siêng học mới giỏi, không có thuốc nào giúp được. Ở xóm trên có một thằng mới về ở, nó láo ghê hồn. Nó treo bảng trước nhà tự xưng là thần đồng toán học, nghe rợn cả người. Nó giỏi tới đâu mà dám tự xưng như thế? Tao đây còn chưa dám xưng như vậy mà nó dám. Tới nhờ tao dạy toán phải không? Thấy mặt là biết mày dốt toán rồi. Thần đồng toán học. Chứng tỏ cho tao thấy mày là thần đồng toán học đi. Nghe nè, 2 cộng 2 là 4, 4 cộng 4 là 8, 8 trừ 7 còn 1. Ôi giời, mấy bà bán rau ngồi chợ tính còn nhanh hơn mày, thế mà dám tự xưng là thần đồng toán học. Thế mày bảo tao phải chứng tỏ thế nào? Tao sẽ hỏi mày 3 câu, mày trả lời thật nhanh. Trả lời đúng thì tao mới tin mày là thần đồng toán học. Cứ hỏi 30 câu, tao còn chưa ngán. 1 cân sắt với 1 cân bông gòn, cân nào nặng hơn? Nói mau. Cân sắt nặng hơn. Ôi giời, thần đồng toán học ơi, ha ha. Tao nói sai à? Sắt thì phải nặng hơn bông gòn chứ.
Ông thần, một cân với một cân thì bằng nhau. Sắt nặng nên một cân chỉ có tí xíu. Một cân bông gòn to đùng thế này, nhưng thật ra chúng vẫn nặng như nhau. Thua câu thứ nhất, giờ tới câu thứ nhì. Con gà trống cộng với con gà mái là mấy con? Hai con. Sai, ba con. Một cộng với một mà thành ba hả? Học toán ở đâu vậy? Con gà trống mà cộng với con gà mái sẽ có thêm con gà con. Có phải ba con không? Đồ khỉ, yêu cầu mày đố nghiêm chỉnh. Ừ, nghiêm chỉnh. Câu thứ ba đây. Trên cành cây có bốn con chim. Ta bắn một con, hỏi trên cành còn mấy con? Ba con. Trật tuốt, không còn con nào cả. Mày tính sao vậy? Có bốn con, bắn một con thì còn ba con chứ. Một con bị bắn, các con còn lại hoảng hồn bay mất. Đâu còn con nào. Thèm nhé, bây giờ thì trên mặt đất có mấy con chim? Mày bắn rơi một con thì trên mặt đất còn một con. Sai tuốt, không có con nào cả. Sao kỳ vậy? Một con chim rơi xuống thì phải có một con trên mặt đất chứ. Tao bắn dễ ẹt, có trúng con nào đâu mà rơi xuống đất. Thằng khỉ, mày đố móc họng, làm sao tao trả lời được? Đã gọi là thần đồng thì phải thông minh, chứ cứ theo kết quả 2 cộng 2 là 4 thì ai chả làm được. Lạm dụng danh hiệu. Sao ông không đi làm? Hôm qua tôi gặp ông thầy tướng số, ông ấy nói tôi có mạng làm quan. Ông bảo tôi không cần phải làm gì cả, cứ chờ thời đến để hưởng giàu sang. Tôi chờ thời đây. Ông có nhịn đói được cho tới khi gặp thời không? Đương nhiên là không. Bà lo cơm cho tới khi tôi gặp thời đi, lúc đó tôi sẽ bù đắp lại cho bà. Nhớ lời hứa đấy nhé. Hình như cha tao bị tâm thần rồi Quỳnh ơi. Để tao tới xem. Hè, một con nữa. Nướng, nhậu, đã ghê. Ngày nào bác cũng câu cá mà không chán à? Tao câu cá chờ thời. Mẹ có biết ông Khương Tử Nha trong truyện Phong Thần không? Để tao kể cho nghe. Ông Khương Tử Nha không làm ăn gì cả mà chỉ ngồi câu cá đợi thời. Mãi đến năm 70 tuổi thì ông ta mới gặp thời, được Văn Vương mời ra làm quan. Chuyện này mình biết lúc mới 1 tuổi. Vậy là bác cũng đợi có người mời ra làm quan. Đúng thế, từ đây tới lúc 70 tuổi, thế nào tao cũng gặp thời. Nhưng ông Khương Tử Nha câu cá đâu có lưỡi câu, đâu có mồi, thế mới là chờ thời. Còn bác thì câu cá lên liên tục để nhậu. Tại ông Khương Tử Nha không biết nhậu. Để con bấm quẻ xem khi nào thời của bác tới. Con có học thiên văn địa lý bói toán. Trong vòng 3 ngày nữa bác sẽ gặp thời. Vái trời cho mày bói trúng. Cha của mày không bị tâm thần đâu, ổng bị bệnh lười đó. Ổng viện vào chuyện ông Khương Tử Nha để khỏi phải đi làm, ngồi chơi cho sướng. Vậy sao mày nói 3 ngày nữa cha tao sẽ gặp thời? Tao sẽ làm cho cha mày hết thời. Đâu, ông Khương Tử Nha đâu? Ông Lý đi đâu vậy? Tôi được lệnh của quan trên, đi tìm người tài ra giúp nước. Trông ông có vẻ oai nghi, chắc ông là một nhân tài. Thời của mình tới rồi. Ông có chịu ra giúp nước không? Nhưng tôi có bằng cấp gì đâu mà giúp nước. Người tài không cần bằng cấp, miễn giỏi là được. Vậy thì tôi đồng ý. Xin mời theo tôi. Thằng Quỳnh bói hay gì? Mời ông ngồi đây. Canh cho kỹ, không được để ông trốn. Tuyển mộ nhân tài kiểu gì vậy? Chuyện mời ông ra giúp nước chỉ là chuyện màu mè hoa lá cho vui. Thật ra là tôi đi tìm người thất nghiệp để đưa đi dân phu. Thấy ông rảnh rỗi ngồi câu cá chơi nên tôi biết là ông thất nghiệp. Thất nghiệp thì đi làm dân phu.
Vậy mà ông nói mời tôi ra giúp nước. Đi dân phu cũng là giúp nước vậy. Ông Lý ơi, tha cho tôi đi. Tôi có việc làm nhưng vì lười nên tôi bày trò câu cá chờ thời để gạt vợ tôi. Tha cho tôi đi. Tôi tha rồi, ông có còn câu cá chờ thời nữa không? Không, thề là không. Bác không câu cá chờ thời nữa sao ạ? Mày, chính mày xúi ông Lý tôi bắt tao đi dân phu, cấm mày chơi với con tao nữa đó.